Bộ sản phẩm tăng chiều cao 15 hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chào mừng các bạn đang theo dõi tin tức 360 độ của kênh Gia đình Việt. Thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước ở nhà, làm việc tại nhà để giữ an toàn, tránh lây lan COVID-19. Các sao Việt đã có những ngày đầu giãn cách vui vẻ, mạnh khỏe. Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giãn cách xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Các nghệ sĩ phải hủy mọi hoạt động chạy show vì các sự kiện lẫn show âm nhạc đều buộc dừng lại. Chính vì thế, người hâm mộ rất tò mò muốn biết được thần tượng của mình đã làm gì trong những ngày giãn cách xã hội. Tính đến nay là ngày giãn cách thứ 4 của mọi người. Đã có rất nhiều nghệ sĩ than phiền việc chỉ ăn và ngủ, lo lắng qua dịch sẽ tăng cân mất. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp khiến mọi hoạt động văn hóa, giải trí dường như bị đóng băng. Các sao Việt đã có nhiều hoạt động khác nhau, giúp cho ngày cách ly vui vẻ và lạc quan hơn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành thời gian vào bếp để tự nấu ăn. Ngọc Trinh và trợ lý cùng với các cậu em đã nhanh chóng bày biện thức ăn tại nhà, quẩy từ sớm. Chẳng những thế, cô còn đưa ra các trò chơi và có cả The Red Cord Pyjama. Hai bóng hồng đại diện cho Running Man Việt Nam là Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đã lần lượt đưa ra những phương án của mình, nhưng điểm chung là có vẻ sẽ ảnh hưởng đến cân nặng nhiều đây. Trong khi Lan Ngọc đề xuất làm bánh bán, sau đó cô chuyển qua nấu chè cho cả nhà, thì Thúy Ngân lại than trời vì một ngày mở tủ lạnh đến 20 lần đến mức phải cầu cứu cộng đồng mạng cách dán tủ lạnh hoặc dán miệng mình lại. Netizen cũng đồng cảm với cảnh ngộ của Thúy Ngân, đồng thời cảnh báo cô nàng coi chừng mai mốt chơi Running Man là không chạy nổi đó nha. Còn Trường Giang anh cả Running Man những ngày như thế này, hầu như anh hoàn toàn dành thời gian bên vợ và con gái của mình. Mới đây netizen chia sẻ nhau những hình ảnh đáng yêu của con gái bên hồ bơi. Sau những ngày ghi hình mệt mỏi thế này, thì đây có lẽ khoảnh khắc vui nhất của anh. Trấn Thành than thở vì không thể đi làm trong tình hình dịch như thế này, đồng thời anh tự dặn mình không được mập. Đây dường như cũng là tâm sự của không ít người chứ không riêng gì Trấn Thành ngay lúc này. Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ bộ ảnh mới khoe diện mạo điển trai, bảnh bao. Khác với sự vui vẻ, hài hước thường ngày, ông xã Hajikun bất ngờ hóa thành mỹ nam tĩnh lặng với nét suy tư, nhìn xa xăm. Anh diện sơ mi với nút buông lơi hờ hững cùng tóc rẽ ngôi 7:03 tôn nét điển trai, phong độ, tạo dáng trước ống kính. Trấn Thành còn khiến dân tình lóa mắt với đồng hồ và nhẫn kim cương kích cỡ khủng. Kèm theo loạt hình ảnh điển trai, Trấn Thành đăng dòng trạng thái tự dặn bản thân cố giữ mình, không để tăng cân trong thời điểm ở nhà vì giãn cách xã hội. Anh cũng bày tỏ mong muốn dịch mau qua đi để có thể sớm quay trở lại với công việc thường nhật. Sáng ốm nha xìn, ở nhà ăn không là mập điên luôn đó, thèm đi làm quá. Cầu trời cho mọi người sớm bình an. Nam MC viết, việc tăng cân vì ăn uống quá độ trong mùa dịch cũng như mong muốn đi làm trở lại chính là nỗi khổ chung của không ít người chứ không riêng gì Trấn Thành. Chính vì thế mà ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Nam MC nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng. Cũng ngay sau đó trên trang fanpage của mình, Trấn Thành tiếp tục chia sẻ video mới cùng dòng trạng thái. Ở nhà chán quá thì bật karaoke lên ca với em này quý vị. Bao vui bao xả stress. Có thể thấy, dù dịch diễn ra khiến Trấn Thành phải tạm gác lại bao nhiêu việc, cũng không thể đi lại trong thời điểm này, song Nam MC vẫn tự tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng trong những ngày này, Trấn Thành cũng sẽ chăm chỉ xuất xưởng ra những clip hài hước cũng như livestream giao lưu, trò chuyện. Tóc Tiên cũng hóm hình không kém. Cô đăng tải bức ảnh nằm trường trên nền nhà với ý đồ rất rảnh rỗi kèm theo dòng trạng thái. Giãn cách xã hội 2021, ngày 1, everything will be fine, tạm dịch, mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn gia đình Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã vào bếp nấu bữa ăn hoành tráng cho cả nhà. Thúy Diễm vui vẻ đăng tải bài viết, ngày thứ 1 giãn cách, cà ri gà cho cả nhà. Lần đầu nấu món này nên hơi bị béo, hết 14 ngày mình sẽ thành đầu bếp pro hơn. Sau đó gia đình cô đăng thêm hình ảnh cả nhà cùng chiêu ăn đồ nướng ngay ban công. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ với nhau. Hennie và Kim Duyên rất chăm chỉ luyện tập thể thao. Hai người đã chạy bộ từ sáng sớm. Còn Bảo Thi thì vô cùng hạnh phúc khi được ông xã trang trí và làm bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho mình. Dù không có nhiều bạn bè đến dự nhưng cũng thấy Bảo Thi hạnh phúc thế nào bên chồng mình. Dàn sao Việt người nhân dịp được tề tự bên gia đình, người thân lo lắng mập, lại có nghệ sĩ chăm luyện tập thể thao. Thế còn bạn những ngày giãn cách thế này, bạn làm gì nhỉ? Hãy cùng bình luận với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé.